Anh hết cơm chưa? Anh à, như nào rồi anh? Xong rồi, gọn gàng. Giờ bố bảo không dám lại gần cái rành. Thế mọi người đâu rồi ạ? Đưa nó về xóm nghỉ ngơi rồi. Khổ, khóc suốt. Tội nghiệp. Cái hồi em mới lên đây đã thấy cái rành đi với cái thằng mất dạy rồi. Mình nghĩ là không ra cái gì đâu. Ý rằng mà đến cái mức này hết được chồng. Bao nhiêu người hiếm muộn mong có một mụn con mà không được. Khổ thân cái rành, mong là rất được hẳn với cái lão ý. Thế không rất thì lần nữa với nó à? Riêng cái loại thằng chó ấy nhá, phải đấm cho một trận nhức người, thả trôi sông. Hôm nay em ở đấy nhá, thì mồm nó phải như cái súp lơ ấy. Anh gửi hộ mày một phát vào mõm nữa rồi. Có vợ không? Tin tay luôn. Không biết về nhà có rơi cái răng nào ra. Đợt này em mà ra viện phải xử lý thằng này dứt điểm luôn. Không thể để nó giở trò với người khác được. Anh không phải lo. Kiểu gì lão bị đuổi việc. Lần này ngùng kiên quyết lắm ấy. Chuẩn. Vậy là mày định đưa anh vào sự đã rồi đấy à? Kiểu gì thì em cũng không ở xóm trọ được nữa. Ở đây không tốt à? Đúng rồi. Hùng đừng có trách Nhung. Đây là ý của Lệ đấy. Hùng đừng nghĩ mà xem nhá. Bây giờ muốn đi thuê nhà thì cũng cần phải có thời gian. Có phải muốn là thuê ngay được đâu. Với cả cứ cố tình ở trong cái xóm đấy rồi ra đụng vào chạm, Hùng không thấy mệt mỏi à? Rồi có con bé nữa chứ. Cứ bắt nó ở đấy trong cái bầu không khí thù địch, làm sao nó thoải mái được. Không cẩn thận nó phát điên luôn ý. Bây giờ nhá, Nhung ở đây với cả Lệ thì Lệ có người nói chuyện. Còn 2-3 bước chân thôi, Hùng đã quản lý được em gái của mình rồi còn gì nữa. Không tốt hơn à? Tùy thôi. Tất cả những cái gì tốt nhất cho hai anh em nhà Hùng thì Lệ cũng đã nói rồi. Tất nhiên quyết định vẫn là ở anh em nhà Hùng thôi, đúng không? Nếu anh không đồng ý, em sẽ tự đi thuê nhà. Mày đừng có dọa anh. Hùng làm sao ấy nhở? Ít ra thì phải coi như đây là cái động thái tích cực của em mình chứ. Đúng không nào? Thôi, cứ quyết định là như thế đi. Nhá. Tạm thời trước mắt nhờ chị. Còn mày, tập trung vào việc học cho anh. Đừng có gây thêm chuyện nữa. Có làm được không? Vâng ạ. Ăn một chút đi cho có sức. Cố ăn một tí đi em. Đừng suy nghĩ nữa. Nào. Nghĩ hay không thì chuyện cũng xảy ra rồi. Đau đớn, thiệt thòi, mày cũng phải chịu rồi. Nếu chuyện này là mày tỉnh ra, dứt điểm được với lão ấy thì số mày còn may đấy. May hay không là ở mình. Chả có xấu má gì hết. Ngay từ đầu là nó biết chứ có phải ai lừa nó đâu. Hay là mày vẫn nghĩ sẽ khiến lão ấy bỏ vợ rồi lấy mày? Một đứa khôn danh như mày biết sai mà vẫn đâm đầu vào. Tao nói thật, cái kết này cũng đáng. Mày thôi đi. Tao như này tao chưa đủ khổ à? Sao mày cũng phải dạy đời tao? Thôi, không ai nói chi nữa. Chị biết em đang rất mệt, tâm trạng cũng không được tốt. Nhưng mà giờ cố ăn một tí đi. Một lần sảy bằng 7 lần sinh. Em còn trẻ, càng cần phải giữ gìn chứ. Nghe chị nhá, ăn một miếng thôi em. Một miếng thôi cũng được. Em làm sao không nuốt được. Chị nghe em. Cảm ơn mọi người. Về muộn thế.
Anh chưa ngủ à? Chưa. Từ hôm tôi lên đây, phải nói là ở cái xóm này có cậu là chỉn chu nhất đấy nhá. Không rượu bia thuốc lá. Thế có không? Mà đúng rồi, nhìn cái cách cậu lo cho em gái thế thì chắc là chả có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương đâu nhỉ. Thế bây giờ định giải quyết chuyện nó như thế nào? Em đang tìm nhà trọ khác cho nó rồi. Đó là cách tạm thời để giải quyết những chuyện không hay này. Đáng lẽ ra em không nên đưa nó về đây. Cách sống với cách suy nghĩ của nó lạc hết ra ngoài. Công nhận. Tớ mới tiếp xúc thôi nhưng mà tớ cũng thấy nó đúng như cậu nói ấy. Cũng mong là nó sớm ngộ ra được. Nhưng mà bây giờ cho nó ra ngoài thì định quản lý nó kiểu gì? Thực thật là em cũng chưa biết nữa. Em về phòng này. Mẹ con đang ở trong bệnh viện trong bổ yếu. Bao giờ mẹ con về ạ? Cũng sắp rồi. Thôi, con ngủ đi. Con chờ mẹ con về. Thằng Hiếu nó ngủ chưa? Dạ, xương là nó cũng đau đấy. Anh bảo này, thôi để đấy tí tao vào tao trông nó cho. Mày về với thằng Chí đi. Chứ để nó ngủ với chị mày, nó cứ chằn chọc, khổ thân nó ra. Đưa ông ra ngoài nay, vợ ông mà biết là nó giết tôi. Việc cái gì, em khỏe rồi. Mấy hôm nằm chỗ, sợ thật, ướn hết người. Cái xóm trọ bé bằng cái lỗ mũi mà phức tạp thật ấy. Trước khi đến đây cái ngoài nó yên anh. Nó khó sống lắm. Đúng à, chuối thật. Có nhiều quả mình không đỡ được luôn. Nếu mà khó khăn quá thì mình vẫn còn đường quay đầu mà. Bây giờ mà về quê nhá, không kiếm được cái hồ to thì mình vẫn tìm được cái ao nhỏ. Nó cũng chẳng giàu đâu, nhưng mà vẫn có cái để đút vào mồm. Một mình anh một cây làm chẳng lên non, nhưng chập thêm mày nữa thì cứ bon bon chạy dài. Chạy dài! Mà kể cả không chạy dài, chạy ngắn được. Miễn là có anh có em. Em làm gì mà tính sớm thế? Mấy hôm nữa em khỏe thì em đi làm bảo vệ nhỉ. Nó y tí cũng được anh ạ. Nhưng nó ổn định. Mày mất việc rồi đấy. Thằng Năm nó bảo mày nghỉ được một hôm là người ta tìm người khác thay luôn rồi. Thế tao mới phải tính đường lui cho mày. Cho cả con Hoài nữa.
Em không về đâu. Mới có tí khó khăn thế mà quay đầu. Không được. Mình đéo kể giữa đường. Em không muốn thành thằng vô dụng. Dù thế nào cũng phải cố gắng. Không quay đầu. Chính anh bảo em lạc quan lên. Lạc quan lên. Nói thế thôi. Chứ trước giờ anh biết mày vẫn là thằng sống rất bản lĩnh. Giờ mà có tiếp tục lan lộn trên thành phố hay là về quê nuôi cá trồng rau thì anh vẫn ủng hộ mày hai tay. Em cảm ơn. Cảm thế. Lên thành phố học mấy câu rồi khắm. Tao nói ủng hộ. Ở đây là tao ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần. Cho nên là có bất cứ việc gì là phải nói. Biết chưa? Vâng. Tao với chú nó không phải là máu mủ gì đâu. Mà nó là tri kỷ. Phó. Tri kỷ. Nhưng mà giờ làm cái gì? Có mệt không con? Có. Ôi, tí nữa mẹ cho đi ăn kem nha. Có. Nhiều mồ hôi gì á? Này, chị. Tối sang ngủ với bố với mẹ Thương nhá. Không được. Sao? Bố yêu bố mẹ qua ngủ một mình thì sao? Tối sang ngủ với bố. Đồng ý thì bố cho chơi thêm 15 phút nữa không thôi. Ừ. Vâng ạ. Hứa nhá. Vâng ạ. Cẩn thận ngã đấy con. Vâng ạ. Hãy để cho vợ chồng nó có tí không gian riêng. Cứ có cái thằng nhõi này thì còn tỉnh tàng tăng tính gì. Đúng là từ hôm mình lên đây, vợ chồng cô chủ ấy chưa có ngày nào vui vẻ thật. Mà cái chuyện chủ Hiếu mất việc á, cũng phải lừa lời mà nói với cô Hoài. Chứ giấu mãi đáng được. Tạm thời thôi. Chứ bây giờ nói nó lại lo. Ừ, chị đây. Em mua đi. Đồ là tốt cho phụ nữ mà. Rửa nhá. Này, cậu này có vẻ quan tâm đến cô Danh á. Tốt. Vừa hỏi mua đồ bổ cho con bé. Mà không biết con bé có chịu ăn không. Đến bữa thì gọi lên gọi xuống. Phủ phổ. Nó vẫn còn xấu hổ. Vẫn tủi thân đấy, nên là chưa dám tiếp xúc với mọi người đâu. Người thì mong chẳng được. Đằng này để có người bỏ đi giọt máu của mình. Cái gì đấy? Đến giờ ăn à? Tao bảo phải trông cái Dành cơ mà. Ai cho mày ngủ? Khổ quá. Đấy là do mắt tao nó buồn ngủ. Nhưng tao có buồn ngủ đâu. Thế cũng nắm đi. Tao thay mặt mắt tao đi lỗi mày được chưa? Lỗi gì? Nhỡ cái Dành nó làm gì dại dột thì lúc đấy mày xin lỗi được không? Dành, đi đâu ấy? Tao gửi chìa khóa cho bữa nhá.
cửa lại đi, không ai hắt hủi gì mày đâu. Này, cháu định đi đâu đấy? Dạ, cháu xin phép về quê ạ. Ơ, sao lại về? Tại cháu không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người ở đây nữa. Thôi, muốn về thì mai tao đều về. Giờ về phòng đã. Đi. Mai về. Đi. Này, 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 bỏ cái tay ra. Anh đến đây để... Anh cút đi! Giờ anh mất tất cả rồi, anh mới nghĩ đến hai mẹ con tôi à? Anh biết anh sai rồi. Hai mẹ con cho bố xin lỗi nhá. Không có đứa con nào của anh ở đây cả. Anh nghe tin em chưa bỏ con mà mừng rơi nước mắt. Vậy là ông trời đã cho anh cơ hội để sửa sai rồi. Tha lỗi cho anh nhé. Đây, Nui à. Nui à. Chính anh đã vứt bỏ nó. Tôi sẽ giữ con cho riêng mình, không cần một người bố như anh. Kìa em, cho anh xin lỗi. Bệnh kìa. Mày không nghe nó nói gì à? Hả? Không biến nhanh bố mà ném con cụ xuống sông bây giờ. Đây là chuyện cá nhân. Con của tôi giữ. Các người không đe dọa được tôi đâu. Con của Dành không cần cái thằng bố khốn nạn như mày. Mày là ai mà xem ở đây hả? Tao là bố của đứa bé đấy. Tao cũng thế. Tao cũng là bố đứa bé đấy. Cái thóm này đủ bố rồi nhá. Không cần cái dạy mặt hàng nỗi như mày đâu. Cút đi. Bước. Trước kia tao sợ mày thôi. Bây giờ tao không có gì để mất cả. Tao không ngán mày đâu. Tao vẫn nhớ cái tát của mày đấy. Cay à? Thế thì hôm nay bố mày đập cho mày một trận nhớ nha. Mày đừng tưởng mày kinh. Thằng Tuấn Lộc. Này, anh tao không phải Tuấn Lộc nhá. Mày nghĩ vợ mày giỏi để mà lên tổng chuyện á hả? Còn lâu nhá. Mày dừng lại. Mày. Tuấn Lộc. Đi vào trong nhà đi cháu. Vào em. Ở đây con. Có nhất thiết cháu phải về quê không? Cháu ở đây ít nhất thì còn có cô chú, còn có bạn bè, còn có mọi người chăm sóc cho. Không lo đâu. Cháu phải về thôi ạ. Ở đây cháu xấu hổ lắm. Không phải xấu hổ, cháu giữ lại con là đúng rồi. Thế bố mẹ đã biết chưa? Mẹ cháu biết rồi. Còn bố, từ bé cháu đã chẳng biết mặt bố là ai. Thôi, vậy cũng được. Nhưng người ta cũng sẽ dị nghị đấy. Người lớn thì không sao, nhưng chỉ thương đứa bé. Cho cháu ý kiến không ạ? Bỏ cái nay nướng mình tình mày đi. Không phải lớp học đâu mà nghiêm trang nữa. Dành ơi, từ hôm mà xảy ra chuyện ấy, không hôm nào là tôi ngủ ngon được. Lúc nào tôi cũng nghĩ, cũng lo cho Dành. Này, tháng này nó mua thanh Tokona ấy, mà hết tiền ăn cả tuần của hai thằng bọn tôi đấy. Không biết là do duy tâm hay duy vật, nhưng mà chắc chắn là chúng mình có một cái sợi dây liên kết vô hình nào đấy. Cho nên mình mới ở chung cái xóm trọ này. Anh không giàu, không đẹp trai, nhưng mà anh chân thành. Anh nói thật đấy. Dành, cho anh làm bố đứa bé nhá. Tôi cũng xin được làm bố đỡ đầu của nó.
một nạm thôi. Bao giờ đành tìm được người tử tế. Bọn tôi nút quân. Nín đi em. Cứ để anh em nó hỗ trợ. Giờ mày phải nghĩ cho tương lai. Nuôi con là cần có thu nhập đấy em ạ. Giờ theo anh như thế này nhá. Cứ ở lại đây. Nghỉ ngơi vài bữa đi. Xong đi làm lại. Cứ thế đi con. Em cảm ơn tấm lòng của mọi người. Nhưng mà chắc em cần thêm một thời gian. Em vẫn phải về anh ạ. Con xin phép U. U có một chút cho em bé. Dạ thôi. Con phải nhận. Không, con không lấy đâu. Cầm lấy em. Con cảm ơn U. Cảm ơn con. Anh chị, lần này em về, không biết bao giờ chị em mình mới được gặp nhau. Anh chị không có nhiều, đấy là cho em bé. Em đừng từ chối nhá. Dạ thôi ạ. Em cứ nhận đi. Dạ thôi em không nhận được đâu. Đây là cho em đi, cho em bé mà. Cầm lấy đi. Em cảm ơn anh chị. Giữ sức khỏe nhá. Con chào cô. Em bé ngoan. Nghe lời mẹ Hoa nhá. Ừ. Thôi. Em đi đi không muốn. Để bố đưa hai mẹ con ra bên xe. Để bố núp. Em không gặp được cái Hoài. Anh gửi nó giúp em nhé. Giữ sức khỏe em nhé. Đi vào đi, mấy anh đang nhắc cái kì hả? Có khi em về trước chị ạ. Em hơi mệt. Sao lại tự nhiên lại mệt? Có vấn đề gì à? Hai ông bạn chị có kiểu gì ấy. Ngồi ăn mà cứ nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy. Trời ạ, từ chuyện gì? Thế em xinh như thế này, đẹp như thế này, người ta không nhìn em người ta bị bê đê à? Hay người ta nhìn chị? Chị... Để em xem, đẹp trai như thế, lịch sự như thế, tiền thì rất nhiều mà không biết tiêu vào việc gì. Chịu có quan hệ vào, mất thêm gì đâu. Được nhiều hay được ít là do em ấy. Đi, nhanh lên. Nhanh lên, đi. Đi, vào đây. Vâng, các anh ạ, em nó vào rồi đây. Ôi, em nhung ra ngoài hơi lâu đấy. Em đấy. Bạn trai kiểm tra à? Ôi, anh này. Em gái em làm gì đó có người yêu. Rồi ôi suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học thôi. Chả biết một cái gì cả. Nhìn thì sành điệu thế nhưng mà ngơ lắm ý. Chán ghê lắm cơ ấy. À thôi, để hai chị em chịu phạt với các anh một ly được chưa? Rồi này. Ê, đã. Nếu mà lẹ mà khéo số 2
thì anh khẳng định không ai là số 1. Em hiểu không? Đấy. Thì em ngồi xuống đây. Thôi được rồi. Ngồi xuống đi em. Có chị ở đây không sợ gì cả. Ngồi xuống đi. Không sợ, không sợ. Đã bảo rồi. Con nhà người ta ngoan ngoãn, ngây thơ, nhà lành, non nớt như thế mà anh cứ sỗ sàng. Thì nhẹ nhàng tăng 1 thì mới nhún nhảy tăng 2 chứ. Thôi được rồi. Anh cứ nhẹ nhàng thôi nhá. Uống đi em. Này, em uống đi. Uống đi. Uống hết nhá. Ôi, uống vui mà có gì đâu mà phải lo. Này các anh nhìn này, em này, đấy thấy không? Ngoan thì nó rất ngoan đấy, nhưng mà uống thì thấy không? Trời ơi. Em mà cứ giả vờ từ đầu đến giờ. Em ấy nó ngoan, rất là ngoan. Nhưng mà lại được cái một cái là uống rượu rất giỏi. À, thế em tí nữa các anh muốn nhún nhảy tăng hài ở đâu cho phấn khởi? À, em thích đi đâu? Đi đâu cũng được, nhảy đi anh. Ờ, ok. À. Nhảy. Này, thế còn em? Em thích nhảy đông người hay vắng người? Dạ thôi ạ. Ngồi đây em phải về nhà. Về là như nào? Không về nhà thì về đâu? Có điều là về nhà nào thôi. Đấy. Ngồi đây đã. Ngồi xuống đây đi. Được gặp anh đây là vinh dự lắm đấy. Em ra ngoài một chút ạ. Cứ ngồi đây đã. Em bảo ngay mà. Ok ạ. Này, kiểu gì đấy? Giờ sao à? Ui, cứ từ từ, để tôi giải quyết. Lạ gì? Nhung, hôm nay em làm sao có như đến tháng đấy hả? Em làm chị mất mặt quá đấy. Em không thích kiểu như thế. Mấy ông bạn chị nói năng trêu ghẹo như kiểu em là hàng ấy. Không chấp nhận được cái kiểu đấy. Tại mấy anh đấy thân chị quá, cho nên là mới cợt nhả chứ không có ý gì đâu. Rượu vào lời ra, chị vừa mắng cho một trận rồi đấy. Em mà biết thế này thì em không đi đâu. Sao em cứ nghĩ quá lên thế nhở? Chị hỏi em, chị em mình là đàn bà con gái, em thì xinh như thế này, đương nhiên là người ta phải thích rồi. Nhưng có phải ai cũng khéo mồm đâu. Với lại mình đi chơi như cũng là công việc mà. Nói vài câu chuyện, uống vài cốc rượu, rồi có vài triệu cầm về, không ngon à? Em không thích, ai làm gì được em? Đúng không? Thôi, em về ạ. Chị Bảo. Thôi thôi, em về thì cũng được. Nhưng mà vào chào người ta một câu cho lịch sự nhá. Này, tiền các anh đưa trước, cầm lấy. Hay là chị về với em luôn nhở? Đi, vào chào với anh ấy ra, chị em về luôn. Trong kia là địa bàn đội xe ôm của bến, tốt nhất là không được đón trả khách ở đấy, cứ ở ngoài này hoặc là bên kia đường kìa. Mà cậu mới làm đấy, kiểu gì cũng có thằng này thằng kia nó ra là kiếm chuyện. Tốt nhất là cứ né đi, nước sông không phạm nước giếng, người ta cũng chả làm gì được mình. Anh em cùng cảnh kiếm ăn với nhau, anh em cứ lựa nhau mà sống, ở đâu mà chẳng thế. Sao mỗi chạy xe ôm thì bọn nhiều khê đấy kìa. Vào đây em. Các anh ơi, em nó lại vào rồi đây. Thế chứ. Em ơi, bọn anh xin lỗi nhá. Từ nãy giờ là bọn anh chỉ đùa chứ không có gì đâu. Thôi hai chị em quay trở lại đây rồi thì mình ngồi tiếp nhá. Dạ thôi không sao đâu ạ. Em xin phép em về trước ạ. Về là về thế nào? Ở đây thêm vài phút nữa thì hai chị em mình cũng về cơ mà. Em cũng xin lỗi hai anh. Nhưng em đã nói rồi, em nó ngoan lắm. Nó chưa va chạm tiếp xúc với ai bao giờ. Lúc này anh đùa mà nó cứ tưởng thật đấy. Đúng ra em phải làm vài ly nữa. Thế có khi em lại không tưởng thế. Ông đừng có lăng nhăng. Đã bảo là không uống nữa rồi. Thôi, em ngồi đi nhá. Bây giờ ấy là chỉ ăn và nói chuyện thôi. Nhất trí. Ăn xong ấy, nếu mà em không thích thì bọn mình đi uống cà phê. Sau đấy là bọn anh đưa hai chị em về. Quá chuẩn. Yên tâm chưa? Nhất trí. Rồi. Bây giờ thì em uống chút nước cho nó giải rượu nhá. Em uống đi. Em uống nhiều nhiều vào một chút không sao cả. Nước tốt cho cơ thể mà. Rồi. Đấy, bây giờ là thống nhất là mình chỉ ăn và nói chuyện nhá. Nhất trí. Mọi người ăn đi. Mấy chị em ăn đi. Bây giờ chỉ có ăn thì không có uống gì nữa nhá. Này, kiểu gì ở đây mà chả có đội bảo kê với cả thu phế, đúng không? Có đấy. Và từ ngày tôi làm đấy, thấy chính quyền làm quy củ lắm.
Đương nhiên là cái việc này nó cũng có rủi ro. Thế nên là bản thân anh em mình phải tự cảnh giác và cẩn thận. Mấy cái quốc khách mà địa chỉ không rõ ràng mới đi khuya qua, tốt nhất cứ né đi. Cẩn thận của anh này. Ở đây tôi toàn tại cái quen thôi. Cậu cũng nên thế. Mới đầu thì chưa có, nhưng sau đấy cũng quen hết đấy mà. Làm cái gì nó phải có cái duyên. Thời gian đầu tôi sẽ chuyển khách cho cậu. Thế là phải chia tiền rồi à? Đi về đi em. Không phải lo, khách nhiều mà. Lắm lúc không chạy được đi đâu. Cứ phải xin lỗi suốt. Ê, Hiếu. Khách. Đi đi xe hôm nhá. Vâng ạ. Chị đi xe à? Vâng ạ. Ổn. Chị về đâu chị? Đưa anh túi cho. Tới cho em về chung cư N2S ạ. Em làm sao đấy? Bị cảm à? Chết rồi. Hay là em nó bị ngấm rượu? Tại cái ông này này. Nãy cứ ép uống, mất cả vui. Em xin phép, em về nhà vệ sinh một lát ạ. Em có đi được không đấy? Ô, ông để hỏi vô duyên. Không đi được thì anh phải đi theo nó vào à? Để em không sao. Em tự đi được ạ. Đi được không? Anh chị đừng lo. Uống hết đi, cho nó giải rượu nhá. Nó vui thôi, đừng có vui quá. Xã hội bây giờ nó phức tạp lắm mày. Thằng nào nó vẩy cho tí nước vui vào thì ấm vào thân. Hối không kịp đâu. Anh điên về kìa. Vẫn khởi quá ấy à. Ây ui. Đâu rồi? Đấy. Xong thế mới chạy thôi. Rồi. Lát nữa ấy, tôi lại chuyển cho khách quen nhá. Rồi. Ơi anh đây. Anh Hùng à. Cứu em. Có chuyện gì? Em đang ở đâu? Khách sạn Ba Lạt. Anh biết chỗ đó. Nhung! Nhung! Nhung Dung làm sao à? Tôi không rõ nữa. Nó chỉ nói là cứu em thôi. Đây. Nó gửi định vị đây này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ tôi sẽ đi báo công an. Rồi anh em mình gặp nhau ở đấy. Cứ phải cẩn thận vẫn hơn. Vâng. Bình tĩnh, không được cuống. Rồi. Khủng thế. Chỉ giỏi hẹn thằng anh thôi. Thế này cho tôi về nhà. Em say rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi bị chuốc thuốc đúng không? Xin chị đừng làm như thế với tôi. Chị có làm gì em đâu, là do em tự lựa chọn mà. Tôi không làm gái. Đừng làm trò nữa.
làm gái bao chắc khác à? Hả? Cùng là đánh đổi thôi. Tận dụng tuổi trẻ đi em. Này, biết đâu sau đêm nay em lại cảm ơn chị chứ. Nha. Xong nhá. Em đi về trước đây. Ơ Tì không tham gia với bọn này à? Lại bố. Tham gia cái gì? Tôi biết thân biết phận thôi rồi. Mà nét luôn ý. Em nghĩ lại đây chỉ cần các anh tinh tinh đầy đủ là được. Ok chưa? Này, nhưng mà giá mà con bé nó nói được vài câu thì vui nhỉ? Thế ông muốn nó nói chuyện hay ông muốn gì? À? Sáng mai ở đâu gọi tôi đến đón nó về? Rồi còn phải thủ thỉ, không là chết cả em với các anh đấy. Rồi, úi lệ ơi, em phải nói là chu đáo tuyệt vời. Này, hôm bây giờ mỗi anh em làm vài đi nữa sau ai về thì đấy, nghỉ. Nè. Thôi. Làm việc ngoan nha. Nào, ngủ đi. Đúng rồi không? Đủ chỗ này rồi. Gái tôi ở đâu hả? Tôi biết đâu được. Em gái tôi ở đâu? Nói ngay. Tôi không biết. Không biết tại sao phải trốn? Nói ngay. Em tôi đang ở đâu? Nói ngay, em gái tôi đang ở đâu? Không biết. Nói. Nói. Nó đang say ở trên gác. Em tôi ở phòng nào? Ở phòng cuối. Gọi cửa đi. Gọi. Anh Hảo ơi. Ai đấy? Em Lệ đây. Có chuyện gì? À, anh mở cửa, em nhờ chút việc. Vật này! Nhung ơi! Nhung! Nhung ơi! Em làm sao thế này? Nhung ơi! Tỉnh lại đi! Anh đây! Anh đây mà! Nhung! 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 Nhung sao rồi? Nhung ơi! Còn đây ngay! Đây ngay! Đây, bắt! Mời chị vào trong này. Chú cứ về nghỉ đi. Đêm nay để tôi giúp tống con bé cho. Chủ là đàn ông, chắn con bé cũng không tiền. Vậy chị giúp tôi nhá. Ừ. Mình ơi, chuyện này đầu đuôi là như thế nào đấy? Nó đi tiếp khách với con Mụ Lệ. Khả năng bị vẩy thuốc à? May bọn anh đến kịp không có đứt. Ơ, nhưng sao anh cũng có mặt ở đó? Anh đi làm với anh Mến cơ mà. Anh... Anh chạy xe ôm cùng Hùng ngoài bến. Sao lại xe ôm? Anh đang làm bảo vệ cơ mà. Anh mất việc.
Không phải lo, mất việc này mình kiếm việc khác. Rời sinh voi sinh cỏ, mình cứ chịu khó chăm chỉ, ông rời cũng tuyệt đường sống của mình đâu. Anh nghĩ em giận vì chuyện anh mất việc à? Chẳng lẽ trong mắt anh em chỉ là một đứa biết đến tiền hay sao? Em mà nói mình thế đâu. Đến bây giờ vẫn chưa hết run đây này. Tim em cứ đập tình tịch như trống đánh ý. Mỗi lần thấy anh dính vào những chuyện như thế này, thực sự em rất sợ. Em sợ lắm. Anh xin lỗi mình. Tại sao giấu em về chuyện anh bị mất việc? Anh không giấu, mà là anh lo. Một mình em vất vả kiếm tiền, em kiếm tiền thay cả phần của anh. Nhìn em nhặt nhạnh từng đồng một, anh không chịu được. Anh bất tài, không lo được cho mẹ con em đủ đầy. Bao nhiêu là đủ? Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại, cho dù có khó khăn vất vả ấy, miễn cả nhà khỏe mạnh, bình yên là được. Em không phản đối việc anh giúp đỡ người khác, anh giúp anh Hùng là đúng. Nhưng nhất định em không đồng ý cho anh chạy xe đêm đâu. Thực sự em rất sợ. Báo đài người ta đưa tin rất nhiều vụ rồi. Kiếm được những đồng tiền như thế không đáng đâu. Người ta làm được, mình phải làm được. Anh là trụ cột gia đình, không thể để em một mình kiếm tiền được. Anh sẽ cẩn thận hơn, yên tâm. Không bàn chuyện này nữa, cứ thế đi. Lâu thế. Nhận hàng em cái. Mà anh ơi, chị chủ hỏi là vợ anh nhận được thêm hàng tốt, hàng bán may chuẩn, gần như không phải chỉnh sửa gì, công cao hơn tí cũng được. Mày về bảo với chủ của mày, đừng có mang tiền ra mà giữ người khác. Tiền nó quý thật đấy, nhưng vợ tao là người, không phải trâu bò. Nghe chưa? Cầy thế để mà đâm đầu vào viện à? Lúc đấy chủ mày có thêm tiền đi chữa bệnh không? Em chuyển lời thôi, làm gì căng đây. Mang hết cái đồng ấy về. Từ giờ tao cấm mày chở cái gì đến đây. Nghe chưa? Bảo với chủ của mày ấy, từ giờ vợ tao không làm nữa. Hiểu chưa? Rồi. Mày đi đứng kiểu gì ấy? Đâm người tao còn ngồi trên đây à? Hả? Xuống xe! Tôi đang đâm vào ai đâu? Tôi đang dừng đỗ xe ở đây, tôi vẫn còn bật đèn cảnh báo mà. Mày không đâm, mày không đâm một tao tự nhiên ngã chậm. Hả? Xuống xe giải quyết. Đánh lên! Đánh lên! Mày nhìn đây, gãy chân rồi này! Gãy chân rồi, vỡ hợp đồng rồi. Đến tiền đi, bọn tao còn đi viện kiểm tra. Có được rồi, các anh muốn bồi thường chứ gì? Này! Không công an không biết gì nhớ. Mày mà không bồi thường em. Sao đây?
con bé nó đang ở trong đấy với vợ cậu. Em muốn sang xin lỗi. Hôm trước tôi đưa nó vào viện thăm cậu, gặp cô Hoài nữa. Mà lúc đấy nó lại chưa dám mở lời. Em hy vọng hôm nay chị nhận lời xin lỗi của em. Tất cả đều là do tình hiếu thắng, bồng bột và có cả sự ngu ngốc của em nữa. Thời gian qua em đã làm nhiều chuyện sai. Em rất ân hận. Em thật sự muốn xin lỗi chị. Từ ngày em về đây ở, em biết chị và mọi người không thoải mái. Nhưng thật sự trong thời gian này, đây là xóm trọ mà, chị đâu có quyền. Chỉ cần mỗi người biết điều và đối xử với nhau tử tế là được. Em hiểu. Tuổi trẻ ai cũng có những phút giây bốc đồng, thiếu hiểu biết, dẫn đến sai lầm. Vấn đề là em đã nhận ra và thực sự muốn sửa chữa. Con bé nó may mắn thật đấy, được mọi người giúp đỡ. Nếu không ấy, chắc chắn nó đã phải trả giá đắt vì dính líu tới con Mụ Lệ rồi. Mụ ấy thì bây giờ đang bị tạm giữ để điều tra rồi, không làm hại được ai nữa đâu. Cảm ơn vợ chồng cậu. Khách sáo vừa rồi. Mẹ mẹ, sắp tới con có em trai hay em gái ạ? Rồi con thích em trai hay em gái? Em nào con cũng thích. Sau này con sẽ cùng em đi chơi để bố mẹ làm việc ạ. Ngán lắm. Con nhá, con biết cách pha sữa cho em rồi đấy. Đầu tiên là cho sữa bột vào bình, rồi đổ nước ấm vào, lắc lên như này này. Nghe tin mẹ ra viện, con tình bắt ông đưa lên tận đây. Nhân tiện bác có việc muốn bàn với anh. À, thôi thôi, con bây giờ chỉ tập trung lo cho mẹ cái tình thôi. Chứ còn mấy cái món cho vay cho viếc là con cũng không quan tâm đâu. Không phải chuyện đấy, bác định lên đây ở nhà anh ít bữa. Ở nhà có chuyện gì ạ? Hay là ông giàu ông mới kiếm được em ông nâu nào ở trên này? Không, bác trắng tay rồi. Bác tham giàu, cho vay lấy lãi. Bây giờ chúng nó trốn mất. Họ hàng, dân làng, những người theo bác, người thì mất con trâu, có người mất bay cái nhà. Hàng ngày họ súng đen súng đỏ tụ tập trước cửa nhà bác, gây áp lực ghê lắm. 3 giờ sáng nay bác phải trèo tường mới lên được đây đấy. Anh cho bác ở nhà ít bữa nhá. Biết ngay, biết ngay cái bọn bán thịt lừa ấy mà. Làm gì có chuyện cho vay lãi mà nhiều thế được. Ông định ở bao lâu? Ông nghĩ ông trốn được cả đời à? Ông nên về tạ lỗi với người ta, rồi cùng nhau xem xét tìm cách để khắc phục hậu quả. Dân làng mình cũng hiền lành mà, người ta đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh người chạy lại đâu. Ông nghe con, về đi. Ở nhà còn các chị, còn bà nữa. Chẳng lẽ ông để cho bà với các chị đứng ra chịu trách nhiệm, còn ông thì như con rùa rụt cổ ở trên này à? Nước đi anh ơi. Nước đi. Ai ạ? À, lâu không gặp mà cơ bắp cuộn cuộn nhỉ. Vâng. Nó căng phết. Mình à? Anh ạ. Anh ơi, đây là Hoài, vợ em. Anh chào em. Dạ. Em chào chị ạ. Đây là em, anh uống nước. Anh Tùng ngày xưa là nằm cùng buồng với chồng. Em ngồi uống nước đi. Từ hồi về đến bây giờ là anh em không gặp nhau, cho nên vợ em không biết. Hôm qua chú Hiếu giúp đúng thằng em anh vụ rắc rối đấy. Mà tính anh không thích lợn lần ai cái gì. Hôm nay đến cảm ơn
ai ngờ lại là chú Hiếu. Chuyện vặt thì có cái gì đâu anh ơi. Chú cứ nói chuyện vặt. Nhưng nếu người khác gặp chuyện như thế nhá, mà gặp toàn đầu gấu, lưu manh, chả chạy mất dép. Mà tính chú rất giống tính anh. Ra đường thấy chuyện trứng tay gai mắt là không chịu được. Anh nói gì vậy ạ? Chồng em va chạm với ai ạ? Không phải là chú Hiếu, mà là thằng em anh đây này. Dạ. Hôm qua không có chú Hiếu can thiệp kịp thời, có mà như đòn. Rồi, uống nước đi anh. Em uống nước đi. Vâng. Dạ. Em mời anh chị ạ. Mà này, anh thấy chú làm nghề xe ôm ấy, cũng vất vả và nguy hiểm lắm. Hay là về xưởng mộc của anh làm đi. Ngày xưa, thời ở trong trại, Hiếu nó làm mộc giỏi nhất tổ đấy. Từ khi về anh mở xưởng mộc, anh đã nghĩ ngay đến chú ấy, nhưng không biết liên lạc với nó kiểu gì. Em thật với anh, lâu lắm không sờ vào, sợ lụt mất nghề rồi anh ạ. Trước ở trong quê là em cả ông anh em là cũng nuôi cá đấy chứ. Nhưng mà không ăn thua, cho nên em mò lên đây. Nếu chú có ý định nuôi cá, anh sẽ hỗ trợ chú. Quê anh ấy bây giờ phong trào lấn biển, nuôi trồng thủy sản phát triển lắm. Hai vợ chồng cứ bàn nhau, nếu đồng ý anh sẽ hỗ trợ. Chắc là thôi anh ạ. Em cảm ơn. Bà đâu bà ơi? Cả nhà về rồi à? Mừng quá. Chào bà đi con. Chào bà đi. Con gái giống cha nhỉ? Con gái giống cha giống bà họ đấy nhá. Chị, sao không nằm viện thêm vài hôm cho yên tâm? Đằng kia, hả? Bệnh viện nhưng có phải cách nạn đâu. Người ta đánh còn cả nước thì. Nhân dịp chị Thương xuất viện, xong mình lại liên hoan nhỉ? Tớ sẽ làm một bữa liên hoan to khao cả xóm mừng vợ tớ bình an, yên tâm. Yên tâm. Nhân gì? Anh này, mang hóa nữa đi. Dành người ta quen chơi rồi. Mà chú nhớ nhá, gặp việc gì phải gọi cho anh ngay đấy nhá. Vâng, anh chị đỡ nhá. Anh ơi, để với chị. Cho hai chú nhá. Vâng, anh ra chị nhá. Ở đây, đây. Đâu ấy, nhà nhà con liên hoan. Cảm ơn. Bọn em đi thăm con. Ngon bọn em. Vô nhà các ông. Thế cho anh gửi lời hỏi thăm hai mẹ con nó nhá. Dạ. Bọn em đi ngay. Em đi anh nhá. Đi cẩn thận nha hai thằng. Vâng, em đi đấy. Anh. Ai đấy? Sao anh từ chối? Làm công việc mình có tay nghề đàng hoàng, thu nhập ổn định, lại là chỗ người quen nữa. Anh ấy nói có cả đầm cá ở biển để cho anh lựa chọn, nếu anh không muốn làm ở xưởng mộc cơ mà. Người ta chạy xe ôm được thì anh cũng chạy được. Thời gian tự do, con nó còn nhỏ, nó cần phải có tuổi thơ chứ, cần được vui chơi và sự quan tâm của bố mẹ. Anh nói không sai, nhưng chắc chắn đây không phải lý do anh từ chối. Với anh, vì vợ con là lý do quan trọng nhất. Ở cái xưởng mộc đấy, cả một đội toàn đi chạy về thôi. Nên anh sợ rồi. Nhưng em không sợ. Em đã chấp nhận con người anh cả quá khứ và hiện tại. Vậy còn tương lai thì sao? Sau này em muốn kể với con rằng bố đã vượt qua lầm lỡ để yêu thương mẹ con mình như thế nào. Họ cũng như anh, quay đầu là bờ. Đây là cơ hội để anh có một công việc tốt. Anh đừng từ bỏ. Từ hôm anh chạy xe đêm, em nằm ôm con không thể ngủ được. Thế em có biết cái cảm giác của một thằng đàn ông nó đau như thế nào khi không lo được cho vợ, con mình thì để thiếu thốn, hả? Ngày thì thấy vợ sắp ngửa đi làm, đêm về thì thấy vợ ôm cái máy khâu nhặt nhạnh từng đồng một. Anh không chấp nhận. Cho dù khó khăn nguy hiểm như thế nào chăng nữa, anh phải kiếm tiền bằng được. Em không đồng ý. Thôi. Thôi hai ông bà, sư nói sư phải mà vãi nói vãi cũng hay. Suốt ngày cãi nhau. Chúng mày biết cái vấn đề chính của chúng mày bây giờ là cái gì không?
Dù biết vợ chồng chúng mày chỉ nghĩ cho nhau, nhưng đầu chúng mày chỉ nghĩ đến kế sinh nhai thôi. Nó mới sinh ra u uất mệt mỏi, rồi lại quay ra cắm cẩu với nhau. Quyết định tốt nhất bây giờ là đừng quyết định cái gì cả. Để đầu óc nó thư giãn đi. Chị em mày với hai đứa trẻ con cần một kỳ nghỉ. Mày bảo quê ông bạn mày ở đâu nhỉ? Vân Đồn đi. Chốt chỗ đấy đi. Anh em mình cứ đưa cả nhà đi chơi biển một chuyến cho nó thỏa thích. Đầu óc nó thoải mái vui vẻ rồi sau đấy quyết định nó mới sáng suốt được. Em thấy cái lý do nó không thuyết phục. Giờ lòng dạ nào mà chơi với bời. Phải đi. Nghe anh. Sắp đến ngày kỷ niệm một cái dịp rất quan trọng. Cứ đi đến đấy đi. Tao sẽ nói cho mày biết. Nó lại cực kỳ thuyết phục. Thế nhá. Chốt như thế. Thấy vợ con như thế có thích không? Đáng lẽ ra phải cho mẹ con đi chơi sớm hơn đấy. Đây có phải cái lý do thuyết phục mà anh muốn nói với em không? Đúng, nhưng chưa đủ. Thơm quá! Ngày hôm nay là mùng 8 tháng 9, tức 24 tháng 7. Quý Mão. Nó là một ngày rất ý nghĩa với cả anh em bọn tớ. Ngày mà 5 năm về trước, thằng em Hiếu được phục hồi quyền công dân và trở về hòa nhập với cộng đồng. Mày có thể là muốn quên đấy, nhưng tao nhớ, phải nhớ. Tao vẫn coi cái ngày này hàng năm nó là một ngày rất đặc biệt. Cái ngày mà ông trời ban cho anh một thằng em chí cốt, chi kỷ. Một thằng em có thể cùng sống chết, sướng khổ có nhau. Anh em tớ có những cái lúc lên voi xuống chó, ngậm đắng nuốt cay đấy chứ, nhưng luôn biết bảo ban giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhưng đôi lúc có những cái chuyện mình vẫn phải tự dựa vào chính mình, tự mình phải có những quyết định cho chính bản thân mình. Anh không thể quyết thay mày được, mà mày cũng thế. Bây giờ mày nói cho chị mày với cả vợ mày nghe về cái dự định trong tương lai, hay nói đúng hơn là lựa chọn của mình trước những cái cơ hội đang đến. Em thì em nói thật với anh chị là như này, em vẫn hoang mang. Em chỉ là mới làm quen với cuộc sống trên thành phố thôi. Đúng là lúc đầu nó có nhiều cái khó khăn, phức tạp. Nhưng mà là do em chưa biết cách. Đây này, vợ em này, cảnh báo em bao nhiêu lần rồi nhưng mà em không nghe đâu. Cuộc sống trên này nó bon chen, nó khó khăn. Người ta kèn cựa nhau từng tí một chỉ vì đồng tiền. Nhưng mà cũng may chị ạ, có cái xóm trọ của mình, mọi người sống với nhau tình cảm,
tắt lửa tối đen có nhau như người thân trong gia đình. Cho nên là em thấy cái vùng đất xa lạ này nó cũng thân thuộc hơn. Em tin, chỉ cần cho em thêm thời gian thôi. Lạc quan như thế là tốt, nhưng mà vẫn phải nhanh chóng chộp lấy những cái cơ hội của mình. Đến giờ phút này, cả hai gia đình chúng mình đều có mặt ở đây và mọi người đều khỏe mạnh cả. Thế là sướng, đúng không?